Xin chào bạn vị. Và lâu lắm chúng ta lại có một cái cơ hội được gặp một bạn gái xinh đẹp ở đây để ngồi nói chuyện về công nghệ. Thì em có thể giới thiệu qua một chút cho mọi người biết về em không? Hello mọi người, mình là Quỳnh Như và mình là thành viên mới của Vật Vờ Studio. Vâng, thưa các bạn là có một câu chuyện rất thú vị là lần trước cũng có một bạn gái ngồi ở đây cũng phỏng vấn. Bạn gần đây nhất là bạn ấy tên Linh. Thì lúc đầu là bạn ấy cũng chỉ đến phỏng vấn giao lưu thôi. Bây giờ thì hiện tại bạn đang làm account ở tầng 2. Đó. Và Như thì theo anh biết là em hiện tại cũng đang có một kênh YouTube của riêng mình đúng không? Dạ, em có một kênh YouTube nhỏ xíu mới có được 4.000 sub thôi. Và em làm về chủ đề giảm cân này, làm đẹp các thứ, nhưng mà em cũng muốn tìm hiểu về công nghệ để có thể biết nhiều hơn. Rồi đấy, nhìn bạn ấy nói về giảm cân và cũng như làm đẹp và trông người đã uy tín rồi thì anh em có thể vào đấy mà xem. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với nhau qua một chút. Ví dụ như là phần lớn các bạn đang xem kênh chúng ta thì đều là những người yêu thích về công nghệ. Thì khởi điểm luôn đầu tiên đó là hiện tại em đang sở hữu các sản phẩm công nghệ nào? Thật ra để có thể làm một cái talk show về công nghệ thì em thấy nó hơi hoang mang, bởi vì em là một đứa rất mù công nghệ ấy. Em đi mua điện thoại và em còn không biết điện thoại của em tên là gì. Thì hiện tại em chỉ đang sở hữu cái điện thoại này thôi. Và lúc nãy anh Vinh vừa nhắc em nhưng bây giờ em vẫn quên mất đây là X hay là XS nó rồi. Đúng rồi, đấy thì đây chính là chiếc máy mà lúc nãy mình có hỏi Như là em đang dùng X hay là XS mà Như bảo em chẳng biết. Thế cái máy này em có từ bao giờ? Em mua được tầm 3 tháng trước. 3 tháng trước em mua bao tiền? Em mua 10 triệu. Em mua máy cũ. Em mua ở đâu? Em mua ở một cửa hàng thôi đúng không? Em một cửa hàng thôi đúng không? Rồi chứ không phải là cửa người quen bán lại hay gì cả. Rồi cái đầu tiên là cái ốp lưng này em có mua cùng lúc với lại cái máy không? Em mua sau một ngày em mua máy. Ok, nó cũng cùng thời điểm. Và cái ốp này em mua bao tiền? Mua 50.000 ở gần lòng rán Nguyễn Siêu. Sau khi đi ăn lòng em cảm thấy hơi hoang mang nếu mình cứ dùng một cái máy mà không có ốp nên em đi mua. Từ ngày mua bây giờ chắc em toàn đeo ốp với lại dán kín hết nhở? Dạ vâng ạ, tại không vì tháo ra luôn. Dạ vâng, tại em đoán là em chỉ cần tháo ra thôi là sẽ vỡ. Cái máy Oppo Reno 6 với tí đưa lại cho dịu cất. Em sáng nay em cầm rất là giọt rè. Rồi ok. Rồi thì em đây là chiếc iPhone X, thế thì em có thể chia sẻ một chút là đấy. Tôi toát mồ hôi. Thế thì về những cái việc sử dụng sản phẩm này, ví dụ như nó mở Face ID hay là quá trình sử dụng, thì cái chiếc iPhone X này đối với em có những điểm gì em thích và không thích trên chiếc máy này không? Em thích cái này bởi vì nó nhỏ gọn và dễ cầm. Ví dụ có những cái túi của các bạn nữ ấy, thì nó sẽ nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Nếu mà cái điện thoại to quá thì chúng mình sẽ cầm tay xong rồi lại xách một cái túi nó khá là cồng kềnh. Cái này nó nhỏ gọn và vừa tay này. Đấy, với cả cái em không thích là cam nó không được đẹp bằng cái iPhone mà có 3 cái cam. Rồi ok. Quay đấy. Nếu mà trong môi trường thiếu sáng thì nó sẽ hơi noise một tí. Ok rồi. Như vậy là em thích vì nó nhỏ gọn. Dạ. Không thích bởi vì là nó camera vẫn chưa tốt. Đúng rồi. Chỉ thế thôi, không còn gì khác. Vâng, còn về pin này hay về màn hình rồi mở khóa gương mặt, bây giờ kiểu phải đeo khẩu trang mở khóa thì em cũng gặp vấn đề gì không? Dạ không, có nhiều hôm em đắp mặt nạ đất sét ấy vẫn mở khóa được nhá. Em hôm đấy em cũng sốc, em không nghĩ là đắp mặt nạ đất sét mà nó vẫn mở khóa được. Nghĩa là em cũng không nhận ra em mà cái máy nó lại nhận ra em. Em có bao giờ chơi game trên điện thoại không nào? Em không chơi game. Em chỉ xem phim thôi. Với lại edit video. Em thấy edit video rất là nặng đấy. Anh thấy em không có dùng đồ thông minh này. Dạ. Em cũng không sử dụng tai nghe True Wireless đúng không? Tại sao em không sử dụng các món công nghệ này? Tại vì em low tech với cả em đang đi học, em sinh viên ấy, nên là em cũng không có nhiều tiền để có thể đu đồ công nghệ. Thế thì về cái việc mà khi em làm YouTube cũng là một cái mảng mà cũng rất là hay. Thì điều gì khiến em làm YouTube mà không phải làm cái nền tảng như là TikTok chẳng hạn? Em không chọn làm TikTok mà lại là YouTube? TikTok em cảm thấy em không có duyên với TikTok lắm. Cái video nào mà em edit cả một ngày em quay rất là đam mê thì không ai xem. Nhưng mà TikTok phải là YouTube. TikTok bây giờ có những hôm em cầm lên em quay rất là vớ vẩn thì lại cả 100.000 người xem. Em cảm thấy là có lẽ là chúng ta không thuộc về nhau, nên là em tìm đến anh YouTube. Thì em bắt đầu quay một cái video đầu tiên và cũng nhận được khá là nhiều sự hưởng ứng từ mọi người ấy. Thế sau em video có động lực. Dạ vâng, em có động lực để quay tiếp. Nhìn em bây giờ cũng khá là mập thôi, nhưng mà ngày trước em mập lắm, em tận 67 cân anh ạ. Bây giờ là em đã giảm được 15 cân rồi. Ngày trước em béo lắm. Và đấy là em coi là thành tựu lớn nhất của đời mình. Rất bất ngờ. Lúc đấy em giảm cân thì em đang là học sinh, mà em nghĩ là đối với học sinh thì ở chung với gia đình giảm cân khá là khó. Thế nên là em nghĩ là tại sao mình lại không chia sẻ cái cách đơn giản của mình với mọi người để mọi người có thể cùng giảm cân. Một cái lý do rất là tuyệt vời là tại vì em khởi điểm lên YouTube bởi vì em thích được chia sẻ với mọi người. Và rõ ràng là những cái người muốn thành công thì luôn luôn phải đi từ cái điểm là mình thích, mình chia sẻ thôi. Thế còn anh thấy nhiều bạn cũng hỏi làm YouTube, nhưng mà các bạn ngay từ đầu lại vì nhìn thấy cái hào quang là những người làm YouTube từ thành danh rồi kiếm tiền như thế nào, mọi người lại muốn đuổi theo. Thế khi làm được 1-2 video sẽ không có view lại bắt đầu chán, sẽ bị nản anh ạ. Mình làm vì mình thích nó sẽ khác với mình làm vì mình thấy người ta làm và mình nghĩ là mình cũng làm được, thì nó sẽ khá là không có động lực, bởi vì cái động lực đấy nó nhanh biến mất lắm. Thế thì khi mà làm YouTube và TikTok như này này, em xong đó là em làm TikTok đâu? Thì ý là một số video thì em có nhận được những video tích cực là những cái comment, thì em nhận được cả những cái comment tiêu cực không? Và em cảm giác thế nào khi đọc những cái comment tiêu cực? Hiện tại thì em chưa nhận được comment tiêu cực bao giờ, nhưng mà có những cái comment mà mình không muốn trả lời ấy. Nghĩa là có nhiều người người ta có những cái câu hỏi rất là ngô nghê và rất là vô lý, và mình không biết phải trả lời kiểu gì. Ví dụ như là em giảm cân, bây giờ em đã đưa ra cái cách như vậy rồi, và người ta bảo là chị ơi bây giờ em ở với bố mẹ em không, bố mẹ em không cho em ăn khoai lang, em ăn cơm em giảm cân được không chị? Em cạn lời thôi, không biết trả lời kiểu gì. Tức nghĩa là hướng dẫn sử dụng nhưng lại bắt hướng dẫn sử dụng nhưng mà lại theo cách khác, đúng không? Chịu, không làm được. Cái điểm hay đó là có lẽ là do bây giờ là khi đang có rất nhiều những cái comment tích cực khiến cho em có động lực làm. Nhưng mà em có nghĩ một ngày mình đọc những cái comment tiêu cực, người ta sẽ vào comment bảo ui, ví dụ như đầu tiên là anh thấy người ta đã hay comment nhận xét về vẻ bề ngoài. Bây giờ em mới nhớ là em chưa nhận comment tiêu cực ở kênh của em. Thế nhưng mà em là MC ấy, em cũng thu âm cho một vài cái kênh khác. Em có làm một kênh về bóng đá, thì ban đầu em không biết nhiều về bóng đá nên em đọc sai hết tên cầu thủ luôn. Và người ta comment ở dưới người ta chửi rất là nhiều. Người ta chửi đúng, chửi đúng thì mình phải nhận, thì mình phải sửa lại thôi, rồi dần dần mọi người sẽ không chửi nữa và ghi nhận cái sự cố gắng của mình. Còn nếu những cái mà mình không thể thay đổi được, giống như kiểu là ngoại hình hay gì ấy, thì em nghĩ là mình phải mặc kệ thôi anh ạ. Ok, đúng rồi. Thì cái việc mà để trở thành một cái người làm content creator trên mạng thì đối diện với những cái nhận xét tiêu cực là sẽ rất nhiều, nó sẽ đến liên tục. Bởi vậy nên mà mình cũng phải là rèn luyện cái cách để mình nhìn nhận đối với nó, bởi vì nhiều người cũng sẽ bỏ nghề bởi vì là không thể kiểu sống được qua những cái làn sóng như vậy, chỉ trích rất là nhiều. Em làm những cái công việc như thế này đó, thì em nghĩ rằng là cái việc làm công nghệ có phù hợp cho một bạn gái không? Người ta luôn luôn có một sự đánh giá là con gái không bao giờ phù hợp với công nghệ, chỉ con trai làm review thôi. Và bản thân một người làm lâu như chị Panzo cũng nhận được những cái comment kiểu như thế. Thì cá nhân em bây giờ nếu em bước vào làm đó thì em nghĩ rằng là có phù hợp không, và em có lời gì muốn dành cho các bạn đang xem video này không? Cá nhân em, theo như em biết thì khi mà sinh ra ấy, con trai sẽ có thiên hướng não bên trái là tốt hơn so với não bên phải, còn con gái thì ngược lại. Và não trái thì kiểu như những cái mà số má này, công nghệ này, rồi những cái gì đấy nó phức tạp, còn não phải thì thiên hướng về cảm xúc. Đấy, thế nhưng mà em nghĩ khi mà nhìn nhận một vấn đề thì bên cạnh cái việc là công nghệ thì đương nhiên là phải có những cái số má và công nghệ rồi, thì các bạn gái cũng có thể nhìn nhận nó theo một cái hướng mềm mại hơn, một cái cách dễ hiểu hơn. Bởi vì cá nhân em khi em xem những cái video nếu mà nó phức tạp quá ấy, thì em cũng không hiểu. Mà chả lẽ lại công nghệ lại chỉ dành cho con trai, đúng không? Vẫn có khán giả con gái xem. Nên là em nghĩ là những bạn reviewer công nghệ là con gái ấy, thì có thể người ta làm theo một cái hướng khác, một cái góc nhìn khác, nó dễ hiểu hơn và nó gần gũi hơn. Chứ không nhất định chỉ có con trai mới có thể làm review công nghệ được, em nghĩ như vậy. Ok, và em có muốn lời gì để gửi gắm đến các bạn đang xem video, tương lai bạn đang xem được video của em ở trên kênh không? Cá nhân mình thì là một người không hiểu quá nhiều về công nghệ, thế nhưng mà mình sẽ cố gắng truyền đạt một cách dễ hiểu nhất cho mọi người. Và hy vọng là nếu mà mình có một cái sai lầm nào đấy vì sự thiếu hiểu biết của mình trong tương lai thì mọi người nhẹ tay với mình một chút xíu, tại vì mình cũng rất là mong manh, dễ vỡ thôi. Nếu mà mọi người mắng mình nhiều quá, mình buồn, mình khóc, mình không làm với anh Vinh nữa mất. Rồi, hy vọng qua video này chúng ta đã có cơ hội làm quen với lại Như, một bạn mới. Thì sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ nhau hơn nữa. Thì các bạn thấy, ok, like, share, bè, hẹn gặp bạn các video sau.